Hello anh em và chào anh em đã quay trở lại với tựa game là Hungry Dragon và Mia Thanh Easy đây. Thì nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ vào thế nào? Thì ở đây là chúng ta có thể mua thêm được những nhân vật mới này, thổi lửa, fire sign, cái cỡ ngọn lửa ấy thì nó sẽ cộng thêm 10%. Cái con này thì nó sẽ tăng cái tốc độ boost, gọi là tốc độ chạy ấy, tốc độ bay nhanh hơn ấy, sẽ lên 10%. Và con cuối cùng ở trong này thì nó sẽ là score cộng lên 20% này. Chúng ta sắp lên level rồi. Chúng ta sẽ cố gắng là đi. Mình có pet gì mới không nhờ? Những con pet mạnh nhất của mình thì mình đang để trong người đi rồi đây. 3 con, mình sẽ tăng được 3 con nha. Và chúng ta sẽ tiếp tục thế nào? Chúng ta sẽ đi xuống dưới và hôm nay ta có nhiệm vụ gì đây? Nhiệm vụ của chúng ta đó chính là phải làm đủ 452.000 point và chúng ta sẽ cần phải sống sinh tồn qua 16 cái small mine này. Và chúng ta cần thu thập một quả trứng à. Cái này hơi khó nhỉ. Và nó tặng mình 10.000 đây. 10 quả trứng à. 10 quả trứng thì một quả trứng thì mình lấy kiểu gì nhỉ? Ở đây thì mình sẽ có thêm trứng ở đây. Chúng ta tìm quả trứng ở đâu ta? Có khi tìm trong khi chiến đấu thì phải. Được rồi, mình sẽ có một chỗ mình khám phá mới cho anh em và mình sẽ cho anh em xem luôn ở phía dưới. Nó khá là đẹp. Chúng ta sẽ đi xuống phía dưới và rất nhiều đồ ăn nha. Ở dưới là một cái hang động của Tinh Tinh. Nó ở phía dưới hồ nước. Chúng ta có thể là đi được và nó có một cái cửa bí mật. Đó, đây rồi anh em. Ăn thôi, let's go, lên nào. Con bò. Con bò nát luôn kìa anh em. Ăn phát nát luôn. Con này thì được cái là máu trâu nhưng mà cái bút của nó thì hơi thấp, hơi bé, hơi ít ấy, cảm giác hơi ít ấy. Rồi ta sẽ ăn tất cả những cái gì có thể. Ở đây ta sẽ có thể là cừu này, cái mai này, ok. Cái này sẽ đánh được. Có con nào nó bắn mình thì phải, đúng không? Bên này thì như là giết rồi, đó. Thì như nó bảo mình là phải ăn được con này. Chúng ta sẽ ăn được hết tất cả những con này. Mấy con này bây giờ không phải vấn đề luôn. Ở phía dưới có thằng bắn cung này. Ăn luôn, làm sao có thể để thoát được. Mấy cái chỗ này thì mình chưa ăn được này. Mấy cái này cần sai rồng cấp L. Phá hủy. Mình sẽ ăn cái này này nha. Xong rồi tiếp sẽ sang bên kia. Let's go. Ok, xuống dưới nào, xuống dưới nào. Chúng ăn được thêm mấy cái gì nữa. Cả quả ấy á. Đây 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 đây. Đến đây 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 đây. Đúng rồi. Chuẩn đấy. Rất đông nha. Nhưng mà toàn chim thôi. Không có gì ăn mấy nhỉ. Wow, virus anh em ơi. Phá hủy nhà nó nào. Phía dưới này đã đốt sạch nhà của nó luôn kìa. Ngon, tuyệt vời. Khá là tốt, đốt sạch dân chúng các thứ. Đây mình đang có khoảng hơn 300 tiền đây. Có mỏ vàng, ho vàng. Khá ngon. Hình như bên này sẽ có. Wow, có quả trứng kìa anh em. Nhặt luôn thôi, đấy. Chúng ta hoàn thành xong rồi cái nhiệm vụ mà đỡ cần phải mua quả trứng. Mình đang định dùng game để mua quả trứng thì nó hơi phí. Cho ăn được ngay một quả trứng rồi, tốt rồi. Ăn thằng này đi này. Rồi, ok. Ăn luôn, đâu rồi. Bên này đâu rồi. Một đàn giờ chim. Rồng này, đây chỉ rồng này. Là sao phải ăn được mình. Con rồng mình to hơn rất nhiều. Cái thuyền này không phá hủy được nhỉ. Có vẻ như cái thuyền của bọn người lùn thì không phá hủy được này. Bên này là khu vực mới à, đúng không? Wow, chúng ta đang bay lên trời để có thể san được cái bên. Ui, nó giúp mình ăn sao này. Khá ngon ta. Chắc mình sẽ xuống dưới tại vì là hết cái oxy rồi. Bên này sẽ là đừng, nhầm rồi. Nhầm hướng rồi. Đây, ăn cái ngoài đi. Để tăng lại cái mức độ máu đó. Đang hết máu quá nhiều. Chỗ này cao nhỉ, làm sao có thể qua được đây. Đây, mình sẽ đi qua đường này này. Đấy, bút lên, bay giữa muôn ngàn vì sao luôn. Ây chà, chúng ta sẽ sang hẳn được cái khu vực mới luôn này, phải không nhỉ? Đúng rồi, bên này có rồng là có khu vực mới rồi. Con rồng, wow, có những quả tim máu này, tốt. Dừng nha, không biết phải sang đây đâu. Ồ, tí ăn được cái ngôi sao kìa. Phía dưới này xem có gì ăn không, máu người ta bị giảm rồi. Một cái vàng này. Cả mấy con chim thôi. Không có gì nhiều lắm. Con quạ, con diều hâu. Con diều hâu thì khá nguy hiểm.
Lợn pích có cái mỏ vàng này khá ngon rồi, hết rồi, trong này không có cái gì nữa ngoài mấy con đấy ra. Đó, mở khóa thành tích gì đó, hình như mình vừa mở khóa thành tích gì đấy, không biết là cái mở cái gì luôn. Bên này có rất nhiều người này, lúc nãy vào đây được thì tốt này. Ăn, ăn, máy bắn đá, máy bắn đá. Máy bắn đá, máy bắn đá, nó chui được đây, chui được đây, mình không chui được. Nó đứng trong cái nhà đấy chịu. Ăn nó con ngựa kìa, nát ngay. Mình có lửa mình có thể đốt được cái kia, oh, có phù thủy kìa. Phù thủy vàng đấy cho mình. Con rồng to phết nhỉ. Mình nhớ đây sẽ có một con rồng cực kỳ to cơ. Cái tập cuối của hôm qua là mình gặp một con cực kỳ khổng lồ. Ồ, chúng ta săn được một cái khu vực mới này. Yes. Hay hay hay. Để xem cái khu vực này là khu vực gì nhá. Có vẻ trong ngoài rất là đẹp. Ấy chà chà. Đẹp đấy. Level up. Wow. Lên trên, lên trên, lên trên, lên trên. Một đàn chim này. Mày này, vào đây. Ăn hết luôn. Đây sẽ khu vực mới này. Mình sẽ xuống giữa có phù thủy chứ. Phù thủy để cho game đúng không? Có những tòa tháp rất cao nhá. Đây này. Có robot ạ. Ui. Cắn chết con này. Tốt. Nó tăng đầy máu luôn kìa. Ngon. Để đâu đây? Đây là tòa lâu đài. Đúng không? Đây là tòa lâu đài. Nó có cả bọn kỵ binh mặc giáp kìa. Nhưng mà mình trong cái kia máy bắn đá này. Máy bắn đá. Máy bắn đá. Máy bắn đá này. Máy bắn đá này chúng ta vào nhà rồi. À. Ai chà chà. Ai chà chà. Giáp này. Chúng ta vào thành phố rồi anh em ạ. Ui. Chúng ta vào thành phố rồi. Xác định đi. Các bé. Xác định hết đi luôn. Ăn luôn. Cái gì đấy? Từ từ nha. Ăn trên thành phố lắm. Có ăn cung. Có ăn cung. Ái chà chà. Chiến binh à. Ghê thế phết nhỉ. Nó chém mình một phát kìa. Cung thủ này. Yes sir. Mình sắp có mega fire. Nhưng mà vấn đề là mình bên này hết cái để đốt rồi. Có con rồng khổng lồ kìa. Xuống dưới. Ôi, gặp ngay cái bom ạ. Hình như là chúng ta sẽ có cái... Từ từ chúng ta sẽ cần ăn lại đấy á. Thằng xe rượu ạ, nhưng mà nó sẽ tăng cho mình đầy máu luôn kìa. Khá tốt. Mìn ở đâu vậy? Ôi, Mega Rush. À, cũng khá tốt. Khá là tốt. Yes. Trong này toàn nhện là nhện thôi. Rồi, mình được khoảng 1.200 tiền. Vấn đề mình cần phải đâm vào những cái này để mình hoàn thành cái nhiệm vụ cái. Đây có con gì nó cứ bắn mình nhỉ? Phá hủy ra. Con này sẽ đang đầy máu mình luôn này. Tốt phết nhờ. Mình bị say rượu. Wow. Mỏ vàng à? Mỏ vàng em ạ. Được khoảng mấy trăm vàng đấy. Khá ngon. Này này. Mỗi con này sẽ ăn thêm ít vàng. Có cả chuột chết trong này. Rộng nhờ. Thật sự rất là rộng. Cái chỗ này mình chưa đi bao giờ luôn. Ở nó bắn nhau ở phía dưới ạ. Con rồng to này. Đây chưa phải rồng to lắm đâu. Nhưng mà phá hủy thuyền đi. Phía dưới này hình như là có cá sấu à. What the hell? Rồi còn ăn cá sấu cơ. Chúng ta thành ấy luôn à? Thành luôn cá mập này. Thành luôn cá mập luôn. Phiên bản cá mập. Thì đây đều là... Chết tôi rồi. Thế chứ nhờ. Saving. Tôi cần phải ăn thêm. Không là chết bây giờ này. Đây con cá rất to. Ôi, sắp chết rồi. Hết máu rồi. Không còn tí máu nữa. Mình có thể dùng một game hoặc là xem quảng cáo. Chắc mình dùng một game đi. Sẽ cho mình đồi đầy máu luôn. Chắc mình về thôi. Quay lại thôi. Yêu cầu toàn sai lờ thì mới có thể ăn được cái này. Vấn đề là hình như sẽ chơi có được. Không có đường, không thôi, tức là lên đi. Chúng ta sẽ lên sang chỗ khác vậy.
Nó có thông báo cái gì không nhỉ? Ở dưới hình có rơi là sao ta? Không hiểu luôn. Đây có cá sấu này. Đấy, thấy chưa? Lên bờ, ăn luôn, ăn thịt luôn. Sai lớn này, ăn hết bọn nhện này này. Đấy, bọn nhện ở trên tường này, đầy. Chỗ này hình như ta sẽ ra được một cái chỗ mới này. Chúng ta thử tìm xem. Đấy. Một đàn chuột ạ, đây là một cái cống ngầm à. Cống ngầm này, ăn hết luôn. Thật ra thì cái chỗ này là chỗ lên rồi, đúng không? Nó sắp chết anh em ạ. Ăn được con này không? Ăn được. Phải ăn được một con chứ, ít ra phải ăn được một con. Mình hết cái bút rồi. Hết cái bút thì vẫn ăn được một con. Tốt, bây giờ mình sẽ quay trở lại và mình sẽ bị độc. Tôi bị dính độc rồi. Có một con rồng khổng lồ. Không phải. Ô, con này vẫn giết được mình kìa. Đùa. Chúng ta được khoảng 1k4 tiền. Vấn đề là nhiệm vụ như chưa xong đúng không? Mình nhận được một cái nhiệm vụ khoảng là 10.000. Đó. Let's go. Rồi, chúng ta sẽ là 2.000, 2.200. Vấn đề mình sẽ có thể hoàn thành xong cái nhiệm vụ này. Và mình được khoảng 26.000 luôn. Yes. Và level của chúng ta thì vẫn chưa tăng được lên cái cấp độ kia. Chúng ta có thể mua thêm một nhân vật rồi. Mua thêm những cái con kia, mình sẽ mua từng con một. Nó sẽ tăng ra một số cái chỉ số hay ho ở trên này. Cái này thì nó bán giá có một con làm khả năng đóng băng 109.000. Đóng băng tất cả quái thú lại. Cái này sẽ ấp thôi, ấp trứng thôi. Được rồi, mình sẽ vào trong cái này. Có thể mua được con rồng mới. Con rồng này giá khoảng 12.000. Tăng cái file size. Tăng boost lên khoảng là 50%, khoảng 10% nữa. Mua cái này đi. Con này tất cả 4 con cơ. Wow. Chúng ta trang bị một con rồng mới cho chúng ta trong này luôn này. Nhiệm vụ thì cần phải hồi. Cái nhiệm vụ này thấy nó hơi củ chuối ta. Mình có cái boost cộng thêm 10% rồi. Mới sẽ cho anh em xuống cái khu phía dưới nhá. Chúng ta sang siêu khuyên bên tay phải rồi. Bên đấy sẽ là một thành phố con người. Có khá là nhiều thứ ở bên đấy. Rồi bây giờ sẽ đi xuống phía dưới bên này. Nhiều thứ lắm. Thật sự nhiều thứ để có thể xem được. Ăn kiều, ăn bò. Ăn bò, kiều, các tất cả thứ có thể đi. Let's go. Cố gắng kiếm thêm, ra thì mình vẫn phải đợi nhiệm vụ thôi. Mỗi lần đánh như thế này sẽ kiếm được khoảng 2.000 đồng. 2.000 cũng là một con số khá là ổn. Wow, lợn bay sẽ thêm một viên game. Lợn này nó sẽ trả lại ra lúc nãy mình vừa tiêu một viên game xong. Cái nhiệm vụ này này phải làm đi thôi. Không làm không được. Tranh thủ lúc này mình còn máu còn trâu. Có thể làm được nhiệm vụ đâm vào bao nhiêu cái. Ồ, ăn cái đấy không ăn được đâu. Chết đấy. Đấy, ôi, có người đấy. Sao đứng ở ngay trên cây vậy ta? Rồi, chúng ta cần phải đâm vào đấy đúng không? Yêu tinh. Ăn luôn. Ui. Nó kiểu nó cứa mình đấy. Còn yêu tinh khó chịu phết. Còn đấy khó chịu thôi. Virus. Tức ra sẽ hủy diệt cả cái thành phố này luôn này. Cả cái thành phố này luôn này. Đâu rồi, đứng như kiểu gì. Ui, một con tàu bằng vàng. Cực kỳ giá trị luôn. Nhờ. Vừa rồi anh em có thể thấy con tàu bằng vàng không? Chim này ăn xác sống này. Vào đây. Con tàu mình vừa ăn rồi. Nhện này, rồng này. Thì rồng mới chẳng nhện, rồng này. Một tạp. Nó tăng lên boost lên 10% nên nó theo cho em một chút. Quay trở lại với cái con đánh kiếm sau thì nó đang bay lên trời. Rất khó để bắt nó. Xong chưa nhỉ? Đông thế. Mình đang muốn đưa anh em xuống cái vùng biển mà lại đi nhầm sang khu vực nào rồi. Ôi. Chúng ta phải boost đúng không? Làm sao có thể đánh được đây? Đây. Thì từng lúc sẽ bắn được thôi. Khó bắn phết nhờ. Chết, cuối cùng đã chết. Tấn công vào cái đầu của nó anh em ạ. Nơi mà nó đặt phòng điều khiển ấy. Bây giờ thì mình mới hiểu. Nhưng cái nó tăng đầy máu luôn. Ái chà. Chạy đi đâu? Không biết đã xong nhiệm vụ chưa?
Chúng ta đang được 7 rồi. Phải liên tục cơ thì mới xong được cái nhiệm vụ này. Nó hơi khó một chút. Nó sẽ làm xong cái nhiệm vụ này đi để có thể next qua được cái nhiệm vụ khác. Nào vào đây, mình có 7 cái mìn thôi. Nó ném mình à? Lợn bay này. Chúng ta sẽ có thêm game. Đang phá hủy cái này cũng phải không nhỉ? 8 đấy. Hơi lằng nhằng, hơi mất thời gian. Xuống dưới đấy, không vào được. To quá, không vào nổi luôn. Béo quá. Đây là một cái tinh tinh. Một ngôi làng tinh tinh. Ngôi làng tinh tinh, ngôi làng tinh tinh này. Chết. Độc, 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 độc. Tinh tinh này. Ăn hết luôn. Để đi xuống xe kia xem có gì không. Đây, đây sẽ có cái hồ nước đây. Mình sẽ xuống dưới này nha. Toàn độc là độc rồi. Thêm đến toàn độc là độc rồi. Chắc ở đây sẽ có cả phù thủy. Biết ngay mà, biết ngay là có phù thủy mà. Phù thủy cực kỳ khó chịu nha. Có người khổng lồ không? Có khi cũng có. Chết ngay. Virus. Hiện tại có virus luôn kìa. Khá là tốt. Virus. Không dùng thì nó cũng hết thôi. Nên dùng đi. Đây có cái cửa này. Vào đây. Vẫn chưa làm nhiệm vụ ta. Lâu thế nhỉ. Vàng 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 vàng. Có mấy cục vàng thôi. Ở phía trên vẫn còn vàng kìa. Quả ớt. Chết tôi rồi. Mình dính đúng cái ngư lôi. À cái ngư lôi thật. Thật sự đúng cái ngư lôi. Con này thì nó tăng cái boost lên khá tốt. Và mình kiếm được bao tiền đây? Được khoảng 1.000. Cái score mình là 67. Có thêm cái hòm nào không? Chỉ cần gần lên cấp cái của cái con kia thôi. Con này thì cần không biết bao nhiêu vàng. Hình như là hơn 100 vàng thì phải. Thì mới có thể mở được con đấy. 225. Từng cột mốc khác nhau nó sẽ tặng cho mình những cái món đồ. Có thể là trứng, có thể làm những cái kia. Hay ho hết. Chúng ta sẽ tiếp tục nào. Tiếp tục kiếm thêm tiền. Cái flash sale mình có 11.300. Con này thì chưa mở được. Bây giờ cần lấy nó thì mất khoảng 200 game để lấy nó. Để ấp trứng đi. Ấp trứng đã. Vẫn là cái nhiệm vụ quái vật. Chẳng lẽ mình skip cái nhiệm vụ đi luôn. Mình ghét nhiệm vụ đấy. Tại vì nếu mà chết đi thì chúng ta sẽ phải chết lại từ đầu. Cái quả bom ấy. Phải đâm vào quả bom từ đầu. Và mình sẽ xuống thẳng ở phía dưới cho anh em xem đi nhá. Trong này có nhiều thứ lắm. Rồi, chúng ta sẽ ăn tạm mấy con này cái. Xong rồi mình sẽ đi xuống dưới. Thẳng xuống dưới luôn. Trên đường đi có gì ăn đấy. Lợn kia, thỉnh thoảng có lợn nhá. Chúng ta hay vào thường có lợn ở dưới này. Rồi, ok. Đây, 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 đây. Ăn người trước đã. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu mà vội? Uống rượu say. Nhưng mà được cái đầy máu luôn. Nó dễ giết. Tự nhiên không phản kháng luôn. Hòm, tốt. Không có hòm rồi. Trong cái này như có thêm người sao? Đây này. Nó hướng dẫn mình đi này. Dưới đây có một đường này. Anh em ơi, đi xuống dưới nhá. Ăn luôn. Ăn luôn. Ngáo cần à. Ăn luôn. Ôi, virus đúng lúc quá nhỉ. Vấn đề ở đây nó sẽ không có mấy con gì đâu. Khá là ít. Mega rớt chứ. Còn mega rớt nữa chứ. Phải trưởng thật. Lúc cần thì không cần. Có. Và lúc không cần thì lại có. Megarus. Rồi, xong rồi đấy, chúng ta sẽ xuống cái hang động phía dưới nhá. Để cho anh em xem luôn được. Đấy, để dành cái boost đi. Có như có một cái đường ở bên này nhưng mình muốn thích lao sang bên này cơ. Đó, cho đi được mà. Đi được mà. Tại sao không lên được chứ? Phải lên được chứ. Rồi. Xong bây giờ đi ăn toàn bộ rồng các thứ đi. Rồng đánh nhau với rồng. Cực kỳ khổng lồ. Ok, mình bỏ qua một con rơi vàng rồi.
không cần thiết lắm, trên này ngoài đầy vàng. Chúng ta sẽ sang như kiểu là một cái thế giới khác ấy. Đây là một cái thế giới dưới lòng đất hay sao ấy, một thế giới khác luôn rồi. Đấy, thấy chưa? Và hy vọng sẽ có nhiều thức ăn hơn. Vẫn là cái nhiệm vụ của mình thì vẫn chưa làm được. Người lùn này. Đâu rồi? Cũng đồ rồi ta. Chạy mất rồi. Chạy đi đâu? Nhưng bị bắn hay sao ấy nhỉ? Hình như chúng ta đang bị bắn. Ok, có gì nữa không? Ui, có tí tinh uống rượu này. Không bị say nhỉ? Ok, sao nào, trong này có đường gì không? Có, vẫn là xuống cái mỏ. Mỏ khai thác vàng của Robin à? Người lùn mới khai thác vàng chứ. Ok, vào đội, let's go. Ui, toàn chuột là chuột này. Chết ngay, con robot này thì làm sao có thể là hạ được mình, không thể hạ được chứ. Có thể nhện mới nhện này. Nhện thì không ăn thua, không ăn được bao nhiêu đâu. Vấn đề ta như đang xuống cái chỗ có những cỗ máy đây này. Tinh tinh này, tinh tinh thì cũng sẽ chết thôi. Cho nó kiếm được khoảng 1000. Ồ, nó không cho mình đi lên chỗ đấy rồi. Kiếm đi kiểu gì đây? Xem bật cái map lên cái nhờ. Ở đây sẽ có đường, đường giúp ta đưa lên này. Chỗ này rộng lắm, chỗ này còn chưa khám phá hết cơ. Nhưng mà tại sao không đi được nhỉ? Cái này, sao cái này này? Cái động mà mất máu nhỉ? Ồ, oh, cái này tăng máu này. Tốt chưa? Wow, tha hồ vàng mà ăn này. Người vàng mà để ăn. Ok, chúng ta mắc cái này rồi. Mất máu nhá. Nếu mà chạm vào mấy cái này ta sẽ mất máu đấy. Không phải dễ dàng đâu. Đấy đấy đấy, mất máu nhiều phết đấy. Từ từ từ, ăn hết. Rồi, chúng ta sẽ sắp có cái virus gì đấy. Đi đâu bây giờ? Máy bay à? Máy bay cần cỡ XL thì mới ăn được. Ê cha, ăn hết luôn. Vào đây. À, quả máu này rất là nhiều luôn nhá. Đây là đúng một hang của người lùn này. Cái chỗ mà mình muốn giới thiệu anh em xem luôn. Nó chui trong hang rồi. Ok, đó thôi. Virus. Hay 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 hay. Hai virus nhưng không có chỗ để đốt nhỉ. Đấy, đốt bằng này đã. Trên này có cái gì đấy? Ok, máy bay này không ăn được. Bên này không ăn được cái máy bay đấy. Chúng ta sang bên này luôn. Bên này cũng đông này, đúng không? Con này chạy đâu đây? Chạy đâu đây? Không thể chạy được chứ. Ó, bắn đạn à? Gần tèo à? Phía dưới này cũng đông này. Và mình sẽ ăn đầy đạn, em đầy máu luôn. Nó hồi máu nhanh lắm. Nó không hồi một phát cả cục mà nó sẽ hồi dần dần. Hồi dần dần. Hồi dần dần này. Hồi dần dần này. Chết hết. Titan. Ờ, phía dưới có cái hộp quà gì đây? Có chết không nhở? Con này có chết không ta? Ui, đấm phát nó lăng cái chết luôn anh em ạ. Ok, thì chúng ta sẽ kết thúc tập này nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Hungry Dragon. Và bye bye.